Chỉ gặp sự cố, Đoàn Thiên Ân phải dùng tay quay thủ công khi trình diễn đến bật cả móng giặt. Gặp ekip Việt là díu dít như chim con gặp mẹ. Nói gì giống anh Việt đi. Tối 20 tháng 10, Đoàn Thiên Ân và các thí sinh khác bước vào phòng thi trang phục dân tộc nằm trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2022 tổ chức tại Indonesia. Xuất hiện ở vị trí cuối cùng, Đoàn Thiên Ân chiếm trọn spotlight vì bộ trang phục quá hoành tráng. Thêm vào đó là lớp makeup sắc sảo lấn át các đại diện quốc gia khác. Tất cả sự chú ý của khán giả đều đổ dồn vào Thiên Ân từ những giây đầu tiên khi nàng hậu bước ra sân khấu. Mặc trên người tà áo dài cùng chiếc nón lá mang đậm nét truyền thống, Đoàn Thiên Ân thành công truyền tải hình ảnh người con gái Việt Nam ra đấu trường nhan sắc ngay trong ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Song giống như mùa thi năm ngoái của Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Đoàn Thiên Ân cũng không có màn biểu diễn suôn sẻ như mong đợi khi trang phục chúc chỉ gặp sự cố. Bộ trang phục không thể xoay như khi trình diễn ở Việt Nam, buộc đại diện của chúng ta phải xử lý bằng cách tự quay bằng tay để tạo hiệu ứng. Tuy màn trình diễn của Đoàn Thiên Ân là tương đối ổn, thế nhưng có thể thấy chính sự cố trên đã khiến tâm lý cô không thoải mái, trình diễn chưa thực sự tự tin và có được sự tỏa sáng như mong đợi. Trong một đoạn clip hậu trường sau khi trình diễn xong phần thi trang phục dân tộc, Đoàn Thiên Ân vô cùng mừng rỡ khi gặp được ekip người Việt của mình. Người đẹp vẫy tay chào mọi người và còn liên tục hỏi: "Mấy người thấy không? Ai thấy em không nhở?" Nhìn nàng hậu 2000 vui mừng díu dít, nhiều người còn hài hước nhận xét rằng trông cô nàng không khác gì chim con gặp được mẹ. Chưa dừng lại ở đó, Thiên Ân cũng khoe chiến tích của mình sau khi hoàn thành phần trình diễn. Cụ thể, khi gặp sự cố với bánh xe phía sau lưng, người đẹp đã cố gắng dùng lực tay đẩy để cho vòng xoay có thể xoay. Hậu quả là dàn móng giả của cô nàng bị bật ra và rơi rớt. Khi khoe bàn tay chỉ còn lởm chởm vài móng còn sót lại, ai nấy cũng đều cảm thấy xót thay cho nàng hậu. Sau phần thi, Thiên Ân đã có cuộc trò chuyện với bà trùm hoa hậu về sự cố này. Sáng hôm sau thì tự nhiên nó không chạy nữa. Nè, em vuốt cái lá cho nó thẳng lại, xong rồi nó vẫn không chạy. Em mới sửa nó, cắt cái dây điện nó nối lại thì nó chạy. Em cứ đinh ninh là nó đã chạy rồi, thì chỉ thấy có cái đoạn em cúi em khung cái người xuống là tại vì em để nó quay cái phòng này nè. Mà cuối cùng em thấy quay. Cô nàng cho biết bản thân đã cố gắng khắc phục hết mức có thể. Bánh xe trong lúc lắp ráp và trong hậu trường vẫn có thể quay bình thường. Dẫu vậy, khi lên trên sân khấu thì lỗi lại lặp lại khiến nàng hậu chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Dẫu có một chút sự cố, nhưng cô gái nhỏ của chúng ta đã cố gắng nỗ lực để trình diễn một cách trọn vẹn phần thi của mình, mang đến hình ảnh một đại diện Việt Nam cực chiến trên đấu trường quốc tế. Phần thi trình diễn trang phục dân tộc là một trong những vòng thi quan trọng trong khuôn khổ Miss Grand International. Đại diện các quốc gia đều được đầu tư chỉn chu về trang phục dự thi, bởi đây là lúc quảng bá những nét đẹp đặc sắc của đất nước mình đến với quốc tế. Thí sinh từ các quốc gia xuất hiện trên sân khấu rạng rỡ, thể hiện trọn vẹn những nét văn hóa của quốc gia mình. Nhiều bộ trang phục cũng ghi được dấu ấn đậm nét bởi sự độc đáo và thông điệp truyền tải như Thái Lan, Cộng hòa Séc, nước chủ nhà Indonesia được phần lớn khán giả trong nước, thế giới và ban giám khảo đánh giá cao. Kết thúc đêm trình diễn, khán giả quốc tế cảm nhận được độ đầu tư nghiêm túc của đại diện các quốc gia khi tham dự Miss Grand International. Hầu hết mọi người phải công nhận rằng mãn nhãn với phần trình diễn của các thí sinh, sân khấu, âm thanh và ánh sáng. Còn bạn cảm nhận như thế nào về phần thể hiện của Thiên Ân ở phần thi quan trọng này? Cùng chia sẻ với chúng tôi nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.